Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình ra vườn thu hoạch các loại bí ngòi ngay cả nhà. Có ở đây thì có bí ngòi trắng nè, và bên kia là bí ngòi đĩa bay và bí ngòi xanh. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch bí ngòi không nghe cả nhà ơi. Bây giờ ở đây có những cái trái bí ngòi trắng đây, bây giờ mình thu hoạch những cái trái bí này nghe cả nhà. Bí ngòi trắng này thì cái trái nó không có to lắm, nó chỉ vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Đây nè, cái lá nó có mấy cái gai gai nhỏ nhỏ thì mình đụng nó cũng đâm, nó cũng đau đau cả nhà ơi. Đây trái nhỏ nhỏ nó, mấy cái trái này mình nó còn vừa vừa là mình thu hoạch được rồi, mình để lâu quá nó già nó không có ngon cả nhà. Mình có vài trái bí ngòi đĩa bay ở đây nữa cả nhà ơi. Đây chỗ này, đây bí ngòi đĩa bay đây nha. Đây cái trái nó đây nè. Cả nhà thấy to chưa? Đây là trái bí ngòi đĩa bay nè cả nhà nhìn thấy nè. Chắc nó cỡ bằng cái lòng bàn tay của mình đó cả nhà. Giờ mình cắt cái trái bí này. Ở đây bí ngòi đĩa bay thì có hai trái thôi cả nhà ơi. Đây. Rồi bên đây một trái nữa. Trái này nó nằm tuốt ở dưới đây nè. Rồi tiếp tục mình đi qua bên kia mình thu hoạch bí ngòi xanh nha cả nhà. Đây bí ngòi xanh đây cả nhà ơi. Đây mấy cây này nó được, mỗi cây đều có một cái trái thật là to. Bí ngòi xanh hôm nay, bữa nay trái bên đây nó cũng to lắm cả nhà ơi. To ghê luôn á. Ở trong đây nữa. Đây. Đây nữa, bên đây còn được 3 trái, 3 cây được. Trái này giống như cái đuôi nó phình ra, cái giống như trái bầu hồ lô quá cả nhà. Đây đi, chúng mình bỏ vô cái rổ sau. Đây 6 trái bí ngòi xanh. Hồi nãy mình nói thu hoạch 3 loại bí ngòi nhưng mà mình quên còn một cái loại bí nữa cả nhà ơi. Qua đây cho cả nhà xem một cái trái này, nó giống như cái trái dưa lưới vậy đó. Giống như trái dưa vàng chứ. Nó giống như trái dưa vàng nhưng mà cái trái bí này mình phải luộc lên, thì trong cái trái bí mình luộc lên rồi xong mình cắt ra thì phía trong nó có sợi sợi giống như sợi mì vậy cả nhà. Nó, tiếng Anh nó gọi là spaghetti squash. Thì nó là một loại bí chứ không phải là dưa cả nhà ơi. Đây này cho cả nhà xem nè. Đó, cái trái này đó. Bây giờ mình cắt vô cái xong mình sẽ luộc lên cho cả nhà xem coi nó như thế nào nha. Nó là thuộc loài bí giống như bí ngòi hay là bí rọi cả nhà. Rồi mình cắt cái trái này luôn. Mình ở đây nó có một cái dây và ở này có một trái thôi, bên kia mình cũng có một trái nữa, chút mình sẽ cắt một trái kia luôn. Cái cuốn nó cứng rồi. Đó, cái trái nó nè, nhà xem cái trái nó nha. Để vòng qua đây, mình đi vòng xuống đây, mình sẽ cắt thêm một trái ở dưới đây nữa nè. Đây, đây cả nhà xem nè. Đó, đây trái này thì nhỏ hơn một chút. Đây là cái dây này nó có một trái rồi cả nhà ơi, nhưng mà cái dây bên này thứ hai nè, cái này nó có 3 trái luôn. Đây có một trái nhỏ này nó mới lớn nè, nó chưa có vàng. Đây một trái nhỏ, còn đây thêm trái nữa. Cái dây bên này thì nó có nhiều trái hơn nè. Đó, đây trái nữa nè. Còn cái dây này mình cắt cái trái này vô luôn. Cắt cái trái này. Đây, trái này thì nhỏ hơn cái trái kia một chút. Rồi mình tới xem, mình xem được coi mình cắt được bao nhiêu trái bí. Cả nhà ơi, hôm nay mình thu hoạch được 4 loại bí nha cả nhà. Lúc đầu thì mình nghĩ 3 loại thôi, nhưng mà cái trái bí này mình quên. Cuối cùng thì mình mới nhớ ra nên mình thu hoạch luôn cái trái bí này. Thật ra nó là trái bí chứ không phải là trái nó giống, nó nhìn nó hơi giống như trái dưa lưới á cả nhà, hay là dưa vàng á. Nhưng mà nó không phải, nó là bí. Cái này mình phải luộc lên thì mình mới ăn được. Thì bên trong khi mình cắt ra, bên trong mình sẽ thấy những cái sợi sợi giống như sợi mì á. Mình dùng cái nĩa để mình lấy nó ra. Thì có bí này, cái loại bí ngòi đĩa bay thì có 2 trái thôi. Còn bí ngòi trắng và bí ngòi xanh. Nó bí ngòi xanh này hôm nay trái to lắm cả nhà. Đó, mấy trái này chắc nặng lắm cả nhà, ginh á, mỏi tay luôn á. Bây giờ mình sẽ đem cái trái bí này vô nhà mình luộc lên cho cả nhà xem nha, cắt ra cho cả nhà xem coi bên trong nó như thế nào nha. Cả nhà ơi, trái bí này mình luộc 20 phút là nó chín đó cả nhà, mình để cho bên ngoài cho nó nguội chút xíu rồi bây giờ mình cắt ra coi bên trong nó như thế nào nghe cả nhà ơi. Mình cũng chưa biết nó như thế nào nữa, nãy nó bị nứt cái đường này ra nè. Giờ mình cái vỏ nó cũng khá là cứng á. Mình không biết là bên trong, lần đầu tiên mình thử cái trái bí này nên mình không biết nó là như thế nào. Đây cả nhà xem thử bên trong nha. Đây. Nó có sợi giống như sợi mì vậy đó cả nhà, do đó cái tên của nó là spaghetti squash. Đây cả nhà xem nè, mình lấy ra nha. Lần đầu tiên mình trồng thử, mình thấy ở siêu thị bán cái hạt rồi mình mua về mình trồng thử. Thì ở giữa là nó có cái hạt này cả nhà. Đó, cái hạt nó ở giữa nè. Thì chắc mình nghĩ là mình bỏ cái phần ở giữa đi, mình lấy cái xung quanh của nó thôi. Mình lấy cái hạt ra trước nha. Thì xung quanh nè, khi mình khởi ra nó có sợi sợi nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy. Đây là cái sợi đây. Khi mình xới ra vậy nè cả nhà, nó tơi ra giống như y chang sợi mì luôn. Nè cả nhà nhìn xem nha. Rồi. Giờ mình ăn thử một miếng coi nó như thế nào. Lần đầu tiên mình thử trái bí này luôn á cả nhà. Nó có hơi vị hơi nhạt mà cũng có hơi ngọt một tí cả nhà. Mà nó hơi giòn chứ không phải là nó mềm cả nhà ơi. Nó giòn giống như là cái sợi giống như là cái đu đủ mà mình bào sợi vậy đó cả nhà. Mà nó mềm hơn. Ngộ quá cả nhà ơi, cái lần đầu tiên mình ăn cái trái này á. Mình thấy nó lạ quá, mình muốn thử. Cái vỏ nó thì rất là cứng lắm. Đây bên trong là những cái sợi nè. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh cho mình bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi video tiếp theo nha.